chơi cho cao à, đúng rồi đó. Cái này là rồi sử dụng khá là vậy, tại hai sáu thì coi như nãy vậy đó. Họ nhà trai đó là bà ngoại của chú rể, bà ngoại chú rể đứng đó luôn, tuyệt mà nghe nó luôn, mà khổ rồi. Bà ngoại và Út nhìn về đây một con nè. Tiễn ơi, hai em nhìn lên nè. Ngoại nhìn lên đây một con, nhìn chung cụ luôn, cô dâu hai em nhìn chung cụ luôn. Rồi ngoại nhìn lên, chỉ nhìn lên nè em. Cháu 100 năm hạnh phúc. Khi mày rượu nhìn lên máy giùm em, mà để mình xuống. Trời ơi, nhận rượu lên, nhìn lên giùm con cái, nhìn lên giùm, dịch chung rượu luôn, chén dịch chung rượu bắt xui luôn em. Rồi, nhìn lên nè. Rồi con trở lại đây chỉ nghe ạ, nuôi con từ cổ tới lâu thì hôm nay rất là vinh hạnh được chơi con nó thành đạt thứ nhất. Đúng rồi. Là những ngày sự nghiệp thì đã có rồi, công danh có rồi, bây giờ thì mình được thành vợ thành chồng thì không có cái vui sướng nào bằng cái ngày hôm nay mà cha mẹ được uống ly rượu với hai con đã mời cha mẹ thì con mới mời. Rồi cha mẹ ơi, nhận rượu nhìn lên làm giúp con luôn cha mẹ ơi. Chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Còn chúc bà con trong lòng hạnh phúc nha. Còn giới thiệu của bên họ nhà ra sao bây giờ mời em nhà gái của cô dâu. Thì sau đây mời chú rể của chú rể Hàn Quốc để cho chú rể mời ông nội bà nội. Rồi ông nội bà nội nhận cũng nhìn lên giùm con, ông nội bà nội ơi, dâu rể nhìn lên nè em. Gặp em dán tóc lên bà nội. Rồi ông nội ơi, cô dâu chú rể dịnh chung cụ nhìn lên cái nè. Bà nội ơi nhìn lên bà nội ơi. Rồi, tiếp thì mình gót một cái video. Rồi đứng đưa tới con em, đưa tới luôn. Rồi cho ông ơi nhìn đây một con nè, cô dâu nhìn lên nè, cô dâu trẻ nhìn lên nè. Dì, con ơi nhìn lên con ơi. Và tiếp nữa là phần quan trọng. Rồi ba mẹ ơi nhận rượu nhìn lên giùm con luôn, trẻ hai em nhìn lên luôn nè. Dạ, chúc hai con luôn vui khỏe hạnh phúc. Chúc ba mẹ lên thắm, ba mẹ riêng thắm anh học viên. Chúc ba mẹ riêng lên thắm, ba mẹ lên em thắm. Rồi con lại đứng đây, dài mặt đứng đây. Hai, năm tay cô dâu. Các cháu hôm nay, buổi để hôm nay đến đây là hết. Thì cháu cũng đại xin đại diện cho họ nhà trai trước mắt và cũng kính chúc họ nhà gái đã đón tiếp nồng hậu và nhiệt tình của cháu Hồng Ngọc về đây làm dâu của họ nhà trai chúng tôi. Một lần nữa nhân dịp xin về cũng đại diện cho họ nhà trai để kính chúc bà con nội ngoại cùng tất cả anh em bạn bè của hai gia đình được kể phụ ơn gót anh hai chung rượu với cưng, gót anh hai chung rượu với cho luôn hai dựng chính nè, sai sát vô giùm này dính máy tầm mày chính rồi dâu rể nhìn lên đây cưng. Rồi dựng chính nhìn lên giùm con luôn nè. Rồi hai em uống hết rồi mới buông tay ra sao cục. Rồi gót nhìn về đây giùm con hai ba ơi, hai ba luôn. Rồi, hai ba cũng ly luôn. Hai chú cũng ly nhìn về đây giùm con đó nè. Đổi lại một người đổi. Nè em. Rồi uống luôn, uống như là xong mới buông tay ra. Rồi uống luôn. Rồi hai tay gạt cái này, gạt cái nè. Rồi đúng rồi. Rồi mời hai bà xui đứng lên luôn cái đó cho đẹp nha.
Ngọc ơi nhìn đây nè em, Tiến nhìn đây nè. Rồi hai chú cũng ly luôn. Cũng ly bắt tay nhìn vào đây luôn hai mẹ ơi. Rồi hai mẹ nhìn đây một con nè mẹ mẹ ơi. Rồi uống luôn, uống rồi hãy buông tay ra, uống rồi hãy buông tay ra. Rồi đúng rồi, gạt gạt đó, mình vỗ tay nè, ngoài này mình vỗ tay cái nè, quá là hay luôn. Quý hai họ cũng như bà con nội ngoại của hai bên thì buổi lễ hôm nay đến đây là hết, để sau cùng xin kính mời quý hai họ cùng các vị khách quý có mặt trong buổi tiệc hôm nay tiến về phía trước để dùng tiệc cơm thân mật, xin cảm ơn. Rồi vỗ tay một nữa đi. Mời ba mẹ lên chụp tấm ảnh đi.